Ông Mohammed Nasim Haquani, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa của chính quyền Taliban, cho biết hầu hết các ca tử vong được ghi nhận tại tỉnh Paktika với 100 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Ngoài ra, các tỉnh miền đông như Nangaha và Khost cũng ghi nhận các ca tử vong. Theo hãng tin Reuters, ông Haquani cho biết giới chức địa phương đang kiểm đếm số thương vong. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, USGS cho biết một trận động đất 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực đông dân ở Afghanistan và Pakistan vào dạng sáng ngày 22 tháng 6. Theo USGS, trận động đất xảy ra cách thành phố Kos, đông nam Afghanistan, khoảng 44 km và ở độ sâu 51 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại tại Pakistan. Trung tâm Địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải, MSC, cho biết khoảng 119 triệu người sống trong vòng 500 km quanh tâm chấn, bao gồm tại Pakistan. Afghanistan và ấn độ đã cảm nhận được những rung lắc